chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Lắng Nghe Hạnh Phúc. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chủ đề khá là thú vị và có lẽ là chúng ta cũng hay đề cập đến, đặc biệt là trong giai đoạn chị em phụ nữ ở tuổi 30. Nói chung á, so với là thời tuổi trẻ, thay vì là lo về công việc, lo về tài chính, thì tuổi 30 công việc tài chính có vẻ là đã ổn định rồi, nhưng mà có một nỗi lo khác, đó chính là lo về gia đình, lo về tương lai, đặc biệt là trong trường hợp chị em phụ nữ chưa có chồng. Và có lẽ là trong giai đoạn này tính khí cũng thay đổi thất thường. Nguyên nhân vì sao thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào anh tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu ạ. Anh chào Thảo Ly, kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Và bây giờ Thảo Ly xin mời quý vị theo dõi đoạn tiểu phẩm sau. Ủa, sao con nói là bữa nay con đi họp lớp mà giờ còn ngồi đây? Dạ, con không muốn đi nữa. Sao không đi? Chắc là con sợ gặp mấy đứa bạn của con á, rồi mấy đứa bạn của con hỏi chuyện chồng con của con chứ gì. Nó thấy tụi nó hỏi cũng đúng á, tại vì bạn bè của con hả, tuổi của con là bây giờ là người ta đã có con rồi, chứ đừng nói là có chồng có vợ. Mà nhiều khi hả, bạn bè của má hả, gặp má rồi cũng hỏi cũng một câu vậy đó. Ủa, rồi sao, rồi có cháo bồng cho ẩm gì chưa? Trời, má nghe má cũng ngại lắm đó nha. Trời má ơi, thì con cũng có muốn vậy đâu. Thì má cứ nói đại với người ta đi, là con còn phải lo đi làm, phải lo phát triển sự nghiệp, chưa tìm được người như ý thôi. Chứ mà người ta theo con cũng đầy, má không nói. Má thấy có ai theo con đâu. Tối ngày con ở trong nhà cái kiểu này á, rồi cái riết mang tiếng mà gái già mà khó chịu nữa đó. Con thấy con bình thường không có gì hết trơn á trời. Có má đó. Má sao? Má lớn tuổi rồi, mặc cái áo gì mà bông hoa lòe loẹt quá à. Má lên má thay đi. Má đi ăn tiệc nhà của bà Hương bạn của má mà. Má ăn tiệc cũng không ai mặc đồ mà lòe loẹt như má hết trơn á trời. Trời ơi, cái này mà lòe loẹt cái gì, đi ra ngoài đường phải cho nó tươm tất một chút xíu. Bạn bè má hả, còn ăn mặc còn mô đen hơn má nữa. Má vậy là được lắm, lại nhiều khi người ta nói má là ăn mặc nhà quê nữa đó. Trời, má con thấy không có được. Má thay khác đi, con nhìn con thấy nó kỳ cục ghê nè, luôn. Nè cô, áo này kỳ cục lắm phải không cô? Dạ dạ, hồi năm ngoái đó cô dẫn tôi đi rồi cô mua, cô lựa cho tôi nè cô. Áo này của cô mua nè, rồi giờ cô nói là kỳ cục là sao? Thì cái đó là năm ngoái rồi, còn giờ năm nay, trời ơi, má ơi, mỗi năm má mỗi già đi chứ bộ. Mai mốt á hả, ra ngoài đường người ta nói là con là má đó, còn má là con á. Trời ơi, giống như bà già vậy, tính tình sao càng lúc càng khó chịu. Con đi ra ngoài đường đi, con đi ra ngoài đường rồi con tiếp xúc với bạn bè đó, ra ngoài đường cho nó thoáng đi, chứ ở trong nhà hoài hả, tối ngày cứ con thu lu vô trong góc nè, rồi riết rồi khó chịu đâm đâm, không ai dám lại gần con hết á. Con thấy con bình thường không có gì hết trơn á trời, nhà này giờ ai cũng thay đổi hết trơn, không phải má mà cả ba nữa. Ba là sao? Má coi ba đi, ba lớn tuổi rồi, cứ đi nhậu nhẹt hoài à, cả tuần có ngày nghỉ thôi, ba nhậu nhẹt về hát hò sùm, ai mà chịu nổi. Ủa, thì bây giờ ba lớn tuổi rồi, ba thích làm gì thì để cho ba làm, với lại đàn ông ai mà không nhậu nhẹt. Má ơi, cái gì cái tùy chuyện má, cái đó là vấn đề sức khỏe của ba đó, má cứ bỏ qua đi. Rồi còn Trinh nữa. Trinh sao nữa? Má không thấy hả má, nó ăn mặc kỳ cục không, mặc đồ mà bên trên thì ngắn, dưới thì rách lum la hết trơn á. Má không nói đi, học hành kiểu gì mà sớm đi sớm tối má không đi, nó có ngày nó hư nào không hay nữa. Thì sao con nói đi nè, đó bây giờ con muốn gì, con thắc mắc gì á đó, con kêu ba nói, rồi con kêu con Trinh con nói đi. Trời ơi, thì má là má của nó, rồi kia là chồng của má, má phải nói chứ, má kêu con nói. Trời ơi, thời buổi bây giờ là thời buổi hiện đại ha, thấy cái gì không được tự góp ý, con góp ý cũng được vậy. Thôi con khó quá à, má thiệt á, con khó trời lắm luôn á. Có thấy con chả có gì khó luôn, con bình thường luôn á, nó có gì đâu khó. Giờ má là má thay đồ giùm con đi. Trời ơi, không thay, mặc gì đi được rồi, thay thay gì mấy nữa. Ăn mặc thì không màu mè nữa, sao má tối ngày mặc đồ gì tới hù á, để lựa đồ tươi sáng cho má mặc. Bây giờ mặc đồ tươi sáng vậy á thì nói là thấy khó chịu, đem đi dục. Con mệt rồi, rồi giờ má đi, đi má đi đi rồi không 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 sao không, không bây giờ má biết rồi, má sợ rồi ha, bây giờ má không thay đồ, má cũng không đi nữa, mệt mệt ghê, có cái áo cũng cãi nhau. Dạ thưa chị hai, mới về. Trên, đi đâu sáng giờ? Dạ em qua nhà bạn em chơi. Nhưng mà hồi sáng em có xin má rồi chị hai. Em hay quá ha, em gần ra trường rồi không học hành gì hết trơn á trời, vậy rồi mốt ai nuôi nổi? Trời ơi, tự nhiên cái giọng cá chém thớt vậy trời. Nói gì đó? Dạ ngồi xuống đây.
Ngồi. Chị hai, em mệt quá, em lên em tắm rửa thay đồ nữa. Biết mệt sao còn đi chơi? Dạ. Ủa Trinh, chị nói em nghe nè. Em nhiêu tuổi rồi? Em ăn mặc gì kỳ vậy em? Con gái con đứa mặc đồ gì mà áo thì ngắn cũng cỡn, quần thì rách tùm lum tà la. Ủa chị, cái quần này là mốt bây giờ mà, mốt bây giờ là người ta mặc quần rách. Rồi đâu phải là cái này là muốn rách là rách đâu, người ta tạo kiểu cho nó rách á. Nhưng mà không hợp với em. Hợp em. Không hợp em đừng mặc nữa, nhìn ngứa con mắt lắm. Ủa ngày xưa chị cũng mặc quần rách mà. Em nói cái gì nữa? Dạ không. Bỏ cái trò đi nha. Dạ. Chị nói mà lầm bầm là sao? Dạ em biết rồi. Nhưng mà em thấy á, bây giờ á, mình phải cập nhật xu hướng chứ đâu có. Em ơi em phải coi mình coi người ta, mình hợp cái gì. Học hành không lo học hành, chơi bời không, về tới nhà chào chị xong là lên lầu, ở miết trong phòng, bấm điện thoại 2-3 giờ sáng mới ngủ, trưa mới dậy. Sống gì mà kỳ cục vậy. Riết như con ma cây là tại em đó. Ma cây là sao chị hai? Ốm yếu. Ủa trời đất ơi, em mập hơn chị á chị hai. Nhìn lại đi, người em mập hơn chị mà. Em mập mà em mập cũng mất khỏe. Em là dạng tích nước đó. Em hiểu không? Em mập mà em xanh chành nè. Chị nói thì nghe thôi, đừng có trả treo lại nữa. Trời ơi, làm gì vậy? Hôm nay cứ làm bèm ngoài khó tính quá. Nói cái gì nữa? Dạ không, em nói em mệt quá rồi, em muốn đi nghỉ. Ủa? Má. Về rồi đó hả? Ừ, ăn cơm chưa? Dạ chưa, đói bụng quá má ơi. Rồi, tắm rửa đi rồi giờ mà ăn cơm nha. Má ơi, má đó, má chiều nó đó. Đi chơi sáng giờ về má không nói câu nào hết trơn, cung phụng nó riết. Hăm mấy tuổi đầu rồi, lấy chồng làm dâu nhà người ta chửi vô mặt. Nè, bây giờ em nó còn nhỏ, có cái gì thì dạy em nó từ từ. Với lại thời buổi bây giờ là thời buổi hiện đại nha, con đừng lo ba cái chuyện đó. Má, yêu má nhất trên đời luôn. Nó hăm mấy tuổi rồi đó má. Ừ. Nó nhỏ với mình má thôi à. Không ngờ là không ai coi nó nhỏ hết trơn á trời á. Thì giờ em đại khái là nó nhỏ trong gia đình, thì con phải thương em, chiều em, rồi có cái gì từ từ thì dạy em. Thế ngay cả cách ăn mặc vậy má thấy rồi, ăn mặc hiện đại thì thấy được thôi thôi. Rồi cứ nếu có la em thì la từ từ con gì, tối ngày con về nhà con lên lớp con dạy, nhỏ nhất đâu sao con. Má biết sao không? Tại con nó có một câu rồi, nó bên nó hết trơn hết trọi, đâu có nghe con đâu. Má. Giờ không ai nghe con hết trơn hết trọi luôn á. Má. Để từ từ đi la em nha, nó mệt rồi. Cho nó tắm rửa rồi ăn cơm nha. À, đi lên đi hả? Gì? Dạo này chị hai sao á, tính tình khó khăn hung dữ, lúc nào cũng thôi mối con á. Má kiếm chồng cho chị hai đi, chứ mấy má con mình khổ với chị á. Chị đang kiếm nè mà chưa có được. Ừ. Đi đi má. Nói gì vậy? Má nói gì đó vậy má? Nói xấu con đúng không? Không, nói nó từ từ nghe lời chị đi đó. Ủa? Cái áo này con kêu má bỏ rồi mà. Sao má chưa bỏ nữa? Ủa cái áo của má đẹp mà bỏ gì chị hai? Dạ. Cái áo nó có lòe lòe. Má biết. Ôi trời, nãy con mới nói nó bụng phải không? Dạ. Đó không? Đó. Bây giờ tắm rửa đi. Dạ. Cơm. Ủa cái nhà này ngộ ghê ta. Em nói chuyện với mình rồi bỏ đi hết là sao? Đối với những ai mà đang trong độ tuổi 30 mà chưa có chồng, có lẽ là sẽ rất là đồng cảm. Thì theo anh, với góc độ chuyên gia tâm lý, anh nghĩ là nguyên nhân vì sao ạ? Thực ra có nhiều người nói rằng tuổi 30 thì phụ nữ trở nên cáu bẳn hơn, khó tính hơn, khó chịu hơn. Thật sự anh nghĩ thế này, tuổi 30 mà ai nhắc đến chuyện chồng con thì họ mới khó tính. Nhắc đến chuyện chồng con họ mới bực, họ mới cáu bẳn. Khi nào lấy chồng, ê rồi đấy, sao không lấy chồng đi, 30 rồi kìa. Lúc đó đúng là họ sẽ bực vì họ tự ái. Còn trong trường hợp thứ hai, tuổi 30 cũng có thể là cũng dễ bực, lý do bởi vì giai đoạn này là giai đoạn stress. Người ta nói là tam thập nhi lập đúng không, là tuổi 30 là tuổi lập gia đình cũng như lập nghiệp. Và bên cạnh đó thì cái công việc của tuổi 30 nó bắt đầu nó thay đổi rất là nhiều. Và trong cái tâm lý học á, thì nó có một giai đoạn là khủng hoảng tuổi 30. Nghĩa là 30 có một cái giai đoạn khủng hoảng tâm lý. Vì sao? Giai đoạn này thứ nhất nữa, họ rất là dễ thay đổi công việc. Chẳng hạn như trước đến giờ là từ 22 tuổi họ tốt nghiệp xong cái họ đi làm, tới giờ thì họ đã trải qua rất nhiều công việc khác nhau rồi. Dạ. Và đến 30 họ bắt đầu đủ chín chắn để họ quyết định cấu trúc lại cuộc đời của họ. Họ có thể bỏ công việc hiện tại để họ đi theo đam mê. Dạ. Hoặc là đến tuổi 30 họ nếu như vẫn đi tiếp tục hiện tại thì thường họ sẽ nhảy lên quản lý. Họ sẽ có thể thăng tiến, và khi nhảy lên quản lý thăng tiến thì sẽ hàng đống những cái vấn đề mới họ lần đầu họ xử lý. Họ phải thích nghi với lại cái vị trí mới của họ. Bởi thế cho nên tuổi này rất là nhiều stress. Thậm chí là có nhiều người đến tuổi 30 bắt đầu họ lập nghiệp, họ khởi nghiệp, họ mở công ty.
bởi vì họ đi làm công đủ rồi, bây giờ họ bắt đầu họ làm riêng. Và khi họ khởi nghiệp thì tất nhiên vũ bão nó sẽ ập tới, và lúc đó thì họ sẽ căng thẳng, sẽ stress, và lúc đó họ sẽ dễ bị cáu bẳn hơn. Tuổi 30 cũng là tuổi chín mùi trong cái công việc, bởi thế cho nên là người ta tuổi 30 sẽ được giao nhiều công việc, và lúc đó họ cũng cảm thấy bị quá tải, cho nên về gia đình họ sẽ dễ cáu bẳn, về gia đình họ sẽ cảm thấy căng thẳng, về gia đình họ sẽ dễ cảm thấy bực bội với những người xung quanh, là do cái thời 30 này là cái thời khủng hoảng tâm lý, họ cấu trúc lại cuộc đời mà. Và ngay bản thân anh cũng vừa mới trải qua giai đoạn đó. Cho nên là anh thấy rằng từ năm 30 tuổi đến 33 tuổi là anh thay đổi rất nhiều thứ trong cuộc đời của anh. Anh bỏ một số việc, anh chọn một số việc, anh thay đổi lại định hướng cuộc đời, đặt ra là mục tiêu cuộc đời, và bắt đầu là cấu trúc lại hoàn toàn cái kế hoạch cuộc đời của mình. Dạ, có thể thấy là giai đoạn tuổi 30 là giai đoạn mà có rất nhiều sự thay đổi, và trong đó thay đổi về tư duy, về góc nhìn, về nhân sinh quan, về nhận thức bản thân, rất rất là nhiều thứ. Và Thảo Ly cũng xin thưa có một thứ thay đổi cũng cực kỳ nhiều, đó chính là sức khỏe. Quý vị hãy thử nghĩ lại đi, nếu mà tuổi 20 thức một đêm không là gì, có thể đi chơi thâu đêm suốt sáng, nhưng đến tuổi 30 thử thức một đêm đi, ngày mai lại là làm việc không nổi rồi. Và Thảo Ly nghĩ là cái sức khỏe thể chất cũng rất là quan trọng, có thể ảnh hưởng đến cảm xúc rất là nhiều. Và trong giai đoạn này thử tưởng tượng người cứ mệt mỏi lừ đừ, sức khỏe không tốt thì cũng rất là dễ cáu bẳn. Thì theo anh trong trường hợp này đã hiểu là tuổi 30 như vậy, người thân và những ai là thành viên trong gia đình sẽ cư xử như thế nào? Thực ra giai đoạn này thì người thân có thể làm những việc như sau. Một, san sẻ bớt gánh nặng của họ. Thì tuổi 30 là bắt đầu là sẽ phải phụng dưỡng bố mẹ nè, ba mẹ bắt đầu bệnh tật, đau ốm nhiều. Rồi tuổi 30 phải là trụ cột tài chính trong gia đình nè. Đúng rồi. Rồi tuổi 30 cũng phải ví dụ như là áp lực về chuyện vợ chồng, lập gia đình nữa. Thì thứ nhất là ba mẹ đừng đụng chạm đến cái chuyện mà khi nào có lấy chồng, khi nào lấy chồng, đừng nói đi nói lại hoài, lâu lâu mình nhắc khéo thôi. Dạ. Đó, chứ mình cũng đừng có quá xoáy sâu vào trong đời tư của cái nỗi đau của cái người tuổi 30. Và bên cạnh đó mình san sẻ bằng cách là gì? Mình tạo những cái niềm vui trong gia đình. Ví dụ con thích ăn cái gì để chiều nay mẹ nấu, đều là thế. Cuối tuần thì cả gia đình cùng đi chơi, hoặc là em gái có thể rủ chị đi trà sữa, đi coi phim. Hoặc là thí dụ như là khoảng chừng một vài tháng thì rủ chị đi giải tỏa stress. Thì vậy gia đình tạo những cái giây phút ấm áp với nhau, thì họ về nhà họ cảm thấy được vui. Chứ về nhà mà cứ lặng lẽ, về nhà cứ buồn chán, thậm chí về nhà cứ nghe người này cằn nhằn, người kia cằn nhằn, thì tất nhiên họ cũng sẽ cảm thấy không thoải mái rồi. Thì vậy chúng ta san sẻ bớt cái nỗi lo của họ. Thậm chí ba mẹ cũng nên hỏi han là con lúc này đi làm có mệt không, có gì không kể ba mẹ nghe coi, có cần ba mẹ phụ gì không. Đó, thì nhiều khi họ chỉ cần được tâm sự thôi. Họ nói họ đi làm họ bị căng thẳng, họ stress lắm, họ chỉ cần nói ra được thôi là cái nỗi lo của họ cũng đã được vơi đi rồi. Và trường hợp này cũng đừng gây áp lực tài chính cho họ quá. Thí dụ như là thường 30 là ba mẹ hay kêu ai con đi làm có tiền rồi, dần sao mỗi tháng sao, mỗi tháng nhiêu là thế. Yeah. Thì như vậy chúng ta cũng có thể tâm lý một chút. Nếu như công việc họ đang căng thẳng thì chúng ta cũng có thể hạn chế nói đến cái vấn đề tiền bạc. Hoặc là chẳng hạn như là khi mỗi lần mà con cho tiền ba mẹ thì hãy thể hiện cái niềm vui, rồi cảm ơn con, tự hào khoe với hàng xóm, rồi con tôi đi làm nó về nó cho tiền tôi nè, là lợi thế để con cảm thấy tự hào, con cảm thấy vui vẻ hơn trong gia đình của mình. Còn về chuyện mà hôn nhân thì có thể nếu được á, thì nếu được ví dụ như chúng ta khuyến khích con ra ngoài đi chơi. Nó con thôi làm ít ít thôi con, cuối tuần còn đi làm gì nữa, tối nào cũng 8-9 giờ đêm mới về, sức khỏe là chịu nổi, thôi tiền ít lại một chút đi, chiều chiều về ăn cơm với ba mẹ, rồi tối hẹn hò bạn bè này đó đi chơi. Nếu mình tạo cơ hội mình khuyến khích con có thể mở rộng mối quan hệ, thì khi con được giao tiếp với bạn bè đó thì tự nhiên nó được giải tỏa tâm lý. Giống như một lần mà mình đi chơi picnic á, mình cảm thấy rất là sảng khoái về mặt tinh thần. Mình hẹn gặp bạn bè, thí dụ như mình đi chụp hình với bạn bè, đi ăn với bạn bè, hoặc là đi karaoke với bạn bè, mình đi ăn hải sản với bạn bè, là lại thấy tự nhiên mình cảm thấy cuộc đời nó rất là tươi đẹp. Và mình về nhà tự nhiên mình cảm thấy nó vui vẻ hơn. Thì như vậy căng thẳng trong công việc nó bị bức bách thì phải có chỗ xì. Đó chính là những cái cuộc vui, là gia đình, là bạn bè. Còn riêng với người trong cuộc thì như thế nào anh? Nói gì thì nói, vấn đề mà phát sinh hay không á là do chính bản thân mình. Về tuổi 30 cần điều chỉnh như thế nào để cảm thấy là ngày nào sống cũng là hạnh phúc rồi, chứ không phải nhất thiết là chờ đến khi có chồng, chờ khi đến có người yêu thì mình mới cảm thấy là thoải mái. Nếu như mà chúng ta chuẩn bị bước vào tuổi 30, chúng ta nên nhớ là giai đoạn này là một giai đoạn nó có rất nhiều thay đổi, và trải qua giông bão thì nó mới bình yên. Cho nên là chúng ta hãy vui mừng đón đầu những cái giông bão đến trong giai đoạn 30. Ví dụ như chúng ta vui vẻ đón nhận những công việc mới, chúng ta vui vẻ nhận những nhiệm vụ mới, những thử thách mới để chúng ta phát triển bản thân.
Hoặc là nếu chúng ta thấy cảm thấy cuộc sống hiện tại đang cảm thấy nó nặng nề với công việc này, mình không yêu thích công việc này, thì thôi chúng ta mạnh dạn, chúng ta tính những con đường khác để chúng ta có thể sống từ giờ đến cuối đời với cái mà chúng ta đam mê. Hoặc là ví dụ như chúng ta cảm thấy là thiếu thốn tình cảm, chúng ta có thể tìm kiếm tình cảm ở đâu? Đầu tiên là từ chính những người thân, gia đình của mình. Ba mẹ luôn luôn có rất là dư tình cảm, mà quan trọng là mình có về chịu về nhà để mình lấy tình cảm của ba mẹ hay không thôi. Hoặc là anh chị em cũng có sẵn tình cảm máu mủ ruột thịt với chúng ta, quan trọng là mình có mở lòng rồi tạo những cái cuộc vui, tạo những cái lần nói chuyện, tạo những lần đi chơi để anh chị em có thể mang đến niềm vui cho nhau hay không thôi. Và thực sự thì cái người ngoài kia, những cái mầm gấu ngoài kia không có thiếu. Quan trọng là gì? Là mình phải dễ tính lại một tí, quan trọng là mình phải mở lòng một tí và phải chịu khó tiếp xúc một tí, gặp gỡ bạn bè một tí. Bạn rủ đi sinh nhật là lợi thế, thì nhiều khi tụi mơ nghĩ rằng nó phí thời gian, thôi gửi quà cho nó đi rồi mình ở nhà là được rồi, nghỉ ngơi cho nó khỏe. Nhưng đôi khi cái cuộc sinh nhật đó lại làm thay đổi cuộc đời của bạn, bởi vì cuộc sinh nhật đó sẽ có rất nhiều những người bạn khác. Biết đâu chừng trong đó sẽ có cái người nào đó, hoặc cái người ngồi gần mình, hoặc cái người đối diện mình sẽ có thể mang đến cho mình cái nguồn vui rất lớn thì sao? Hãy cho mình những cơ hội, cho mình những hy vọng. Thì tôi nghĩ rằng tuổi 30 sau khoảng chừng 2 đến 3 năm thì khi bước qua 33, bạn bắt đầu cuộc đời ổn định, gấu bạn đã có, sự nghiệp bạn đã ổn định, thì lúc đó tự nhiên bạn sẽ cảm thấy tâm lý rất thoải mái. Vâng, một chia sẻ rất là thú vị. Thảo Liên nghĩ rằng đây là giai đoạn ý nghĩa để mà chúng ta tự nghiệm bản thân mình, chặng đường 30 nhìn lại xem 10 năm trước chúng ta đã làm gì, tạo được dấu ấn gì, và liệu rằng định hướng mà chúng ta đi có đúng hay không, để mà chúng ta sắp xếp lại, tự thấy yêu được bản thân mình, thì đó là lúc mà quý vị sẽ sẵn lòng đón nhận những mầm gấu trong tương lai. Xin cảm ơn tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu ạ. Cảm ơn Thảo Ly, và xin mượn lời của Thảo Ly có một cụm từ rất hay, đó chính là cụm từ phải biết yêu bản thân của mình. Và tuổi 30 sẽ là tuổi rất dễ phung phí sức khỏe, phung phí mối quan hệ. Và tuổi này cũng rất là dễ cáu gắt với người xung quanh. Không, chúng ta đầu tiên phải biết yêu bản thân mình trước. Và thứ hai nữa, chúng ta hãy tập yêu những người xung quanh chúng ta, thì lúc đó tự nhiên tình yêu sẽ đến với cuộc đời chúng ta thôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.